Chào các bạn ha, thì mình là Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục ôn tập cùng với các bạn tiếp nữa cái phần đề ôn tập trắc nghiệm lần thứ hai ha. Thì hôm trước mình đã giải tới câu 64 rồi, thì hôm nay mình sẽ giải tiếp câu 65 nha các bạn ha. Thì ở câu 65, trong các phần mềm sau đây, phần mềm nào có thể dùng để soạn thảo văn bản ha? Chắc chắn Microsoft Word sẽ soạn thảo được. Ngoài ra còn có hai phần mềm khác là các bạn có thể thấy được chữ Writer và Write ha. Nếu mà cái này là các phương, cho nên cả ba đáp các phương án này đều là có thể sử dụng để soạn thảo văn bản được nha. Vậy thì các bạn nhớ cho mình đó là sẽ có Microsoft Word nè, Writer và OpenOffice Write. Nói chung là có chữ Write là nó có thể soạn thảo văn bản được nha. Tiếp theo là câu 66, chương trình soạn thảo văn bản có chức năng chính là gì? Chương trình soạn thảo văn bản có chức năng chính, đọc thử các câu này trước nha. Thì câu B, hiển thị nội dung văn bản trên màn hình là đúng, câu này đúng nha. Câu C, cho phép người dùng có thể sửa lỗi nè, bổ sung tại vị trí bất kỳ trong văn bản, đúng không các bạn? Câu này đúng mà. Câu D, cho phép lưu trữ và in ấn văn bản, câu này vẫn đúng luôn nha. Vậy thì ở câu 66 này các bạn có thể thấy được ba đáp án đúng, đó là cả 1, 2, 3 là cả ý B, ý C và ý D đều đúng nha. Tiếp theo là câu 67, để đóng văn bản đang làm việc, chúng ta thực hiện lệnh nào? Thì cái câu này quá dễ so với các bạn rồi ha. Để đóng thì các bạn sẽ chọn vào file và chọn slow, slow là đóng ha. Câu B, open là mở, save là lưu, còn print là in. Được chưa các bạn ha? Mình sẽ kéo cho nó ngay màn hình cho các bạn dễ nhìn ha. Tiếp theo là câu 68, lệnh nào cho phép lưu tài liệu vào trong máy tính? Lệnh nào cho phép lưu tài liệu vào trong máy tính ha? Thì đó là lệnh vào file chọn save. Câu 69, tổ hợp phím Ctrl cộng N có chức năng gì? Tổ hợp phím Ctrl N có chức năng là sẽ, N là cái gì các bạn biết không? N là new các bạn. Còn N là new á, N-E-W ha. Cho nên là Ctrl N là sẽ là mở ra, tạo tài liệu mới cho các bạn. Câu 70 ha, thì tên văn bản đang làm việc được hiển thị trên thanh nào? Cái câu này là một cái câu nó không phải khó, nhưng mà nó sẽ là một cái dạng dễ nhầm lẫn cho các bạn ha. Bởi vì sao? Thì cái tên của cái văn bản đang làm việc được hiển thị trên thanh nào? Ở đây các bạn có thể thấy được cái màn hình của tôi. Đó là cái tên văn bản tôi đang xài, đó là ôn trắc nghiệm 2 đúng không? Thì ôn trắc nghiệm 2 này nó sẽ nằm ở trên cái thanh đầu ở trên. Và cái thanh múc, cái thanh đầu tiên ở trên này người ta gọi đó là thanh tiêu đề. Nó là thanh tiêu đề nha các bạn ha. Cái thanh thước kẻ thì là cái thanh ở bên dưới này nè. Nó sẽ có một cái dòng thước kẻ, tôi nghĩ các bạn biết mà. Thanh truy cập nhanh và thanh trạng thái. Vậy thì các bạn nhớ cho tôi cái thanh nằm ở trên nhất và nó có tên của cái văn bản đang được làm việc đó. Nó là thanh tiêu đề nha. Nhớ đáp án đi, thanh tiêu đề luôn. Mốt ra khi thi các bạn khỏi cần hiểu cũng được. Các bạn nhớ đáp án là được rồi ha. Tiếp theo một câu nữa đó là câu 71 nè. Thì Microsoft Excel là công cụ gì? Microsoft Excel là công cụ dùng để tính toán ha. Nếu mà soạn thảo thì là Word nè, còn trình chiếu là PowerPoint ha, còn gửi thư là Gmail á. Gửi thư là Gmail. Tính toán á sẽ là Excel nha, tại vì các bạn nhập dữ liệu vô là có các hàm để tính. Sau đó soạn thảo, trình chiếu và gửi thư. Vậy thì Excel nó sẽ là tính toán nha các bạn ha. Câu 72 nè, thì cái phần mở rộng mặc định của tệp được tạo bằng Microsoft Excel 2010 là gì? Thì có một cái phần lưu ý, tôi lưu ý cho các bạn là từ
Microsoft 2007 ha, 2007 trở lên. Từ Microsoft 2007 trở lên á, thì cái phần mở rộng của nó sẽ có chữ X đứng cuối. Phần mở rộng sẽ có chữ X đứng cuối. Vậy thì từ Microsoft 2007 trở lên là 2007, 2008, 2009, 2010 gì đó, thì cái phần mở rộng nó sẽ có dấu X đứng cuối. Nếu mà có dấu X đứng cuối thì các bạn sẽ loại cho tôi được đáp án này và đáp án này ha. Vậy thì chỉ còn hai đáp án rất là khó cho các bạn ha, để mà tại vì hai đáp án gây nhiễu đó là đáp án gì ha? Đáp án gây nhiễu đó là XLS và XSL. Rất là khó. Vậy thì các bạn nhớ cho tôi luôn cái phần mở rộng của Excel á, nó là XLS nha. XLS mà từ Word 2007 trở đi á thì có thêm một chữ X ở dưới cuối nữa ha. Cho nên là các bạn nhớ cho tôi là Excel là XLSX ha. Nhớ là XLSX hai chữ, chữ X với chữ S nó sẽ không có đi chung với nhau. Cho nên các bạn nhớ cho mình là XLSX nha. Là cái phần mở rộng của Excel. Tiếp theo là câu 73 nè, thì trong Microsoft Excel muốn nhờ chương trình giúp đỡ về một vấn đề gì đó thì ta sẽ nhấn phím nào? Trong Excel thì nếu mà các bạn muốn nhờ chương trình giúp đỡ là các bạn sẽ thường các bạn sẽ sử dụng lệnh help á, giúp đỡ nha. Các bạn nhớ từ khóa ở đây là giúp đỡ. Giúp đỡ trong Excel thì các bạn sẽ nhấn phím F1 cho tôi ha. Trong Excel mà khi mà các bạn muốn cái chương trình nó giúp đỡ gì các bạn thì các bạn sẽ bấm nút F1. F1 nha các bạn ha. Câu 74 nè, thì trong cùng một nội dung, kích thước của cái tệp á nó có phần mở rộng là XLS so với tệp có phần mở rộng là XLSX thì như thế nào? Câu 74 ha, thì với cùng một nội dung thì cái kích thước tệp nó có phần mở rộng là XLS so với tệp có phần mở rộng là XLSX thì như thế nào ha? Vậy thì các bạn nhớ cho tôi cái phần mở rộng mà của cái XLSX á, nó sẽ có kích thước lớn hơn so với cái phần mở rộng của XLS bình thường nha. Nhầm. Cái phần mở rộng XLS là cái phiên bản cũ á, nó sẽ có kích thước lớn hơn so với tệp của phần mở rộng XLSX nha. Có nghĩa là các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái XLS là những cái phần mở rộng trước năm 2007. Còn cái XLSX á là cái phần mở rộng nó sau 2007 nha. Thì cái gì sau thì cái nó sẽ thuận tiện hơn, nó sẽ có kích thước nhỏ hơn ha. Vậy thì các bạn chỉ cần nhớ cho tôi đó là tệp có cái phần mở rộng là XLS nó sẽ có kích thước lớn hơn so với tệp có phần mở rộng XLSX là cái phần mở rộng của cái tệp mới. Các bạn nhớ cho tôi là cái thằng cũ á, nó sẽ có kích thước lớn hơn so với thằng mới, vậy thôi ha. Tiếp theo là câu 75 nè. Thì một trong những thuật ngữ sau không dùng để chỉ một thành phần nào của Excel. Một những thuật ngữ sau không dùng chỉ thành phần nào của Excel. Thì các bạn nhớ cho tôi một cái quạt set á, cái quạt set là tôi nghĩ chắc chắn các bạn làm Excel chắc chắn các bạn sẽ biết đó là set 1, set 2, set 3 rồi đúng không? Nè, thí dụ như tôi đang có một cái set ở đây. Tôi có set 2 và tôi có set 3. Thì cái phần ở bên dưới góc tôi đang bấm set 1, set 2, set 3 ấy, nó là cái word set, được chưa? Còn một cái các bạn thấy cái book 2 ở trên đây không? Cái book 2. Book 2 cái book 1 bấm đơn sao đi. Các bạn có thể thấy được ở trên đây là chữ book 1. Thì nguyên một cái tệp Excel này thì người ta sẽ gọi nó là cái workbook, được chưa? Cái workbook ha, nguyên cái phần này sẽ là workbook, còn cái phần bên dưới này sẽ là workset và một cái nó sẽ là workbay ha. Nhưng mà có một cái không phải nằm trong của Excel, đó là workdocument. Nhớ cho tôi nha. Thuật ngữ không dùng để chỉ thành phần nào của Excel, đó là workdocument, được chưa?
Tiếp theo là câu 76 nè. Thì trong một quật sét có số cột và số hàn như sau. Thì trong một quật sét á, có số cột và số hàn là như thế nào ha? Là trong một quật sét thì các bạn nhớ cho tôi là cái số cột. Số cột nó sẽ nhỏ hơn số hàn. Và số cột là các bạn sẽ nhớ nó khoảng là 16.000 mấy ha. Và số hàn là cái số 1 triệu mấy. Nhớ vậy cho tôi được rồi. Số cột á, là chỉ có 16.000 mấy cột thôi. Và cái số hàn là 1 triệu mấy cột. Được chưa các bạn ha? Thì sau này tôi sẽ ôn lại cho các bạn nữa. Tôi còn một file để ôn thi trắc nghiệm nữa ha. Không biết ôn kịp không? Ngày 20 thi rồi nè. Tiếp theo là câu 77 nha. Thì trong Microsoft Excel, cách nào dùng để mở một tệp Excel đã có trên máy tính? Trong Microsoft Excel thì cái cách nào để mở một tệp Excel đã có trên máy tính á, thì để tệp đã mở thì các bạn sẽ biết được nó là open, đúng không? Cái định mở là định open, thì cái từ viết tắt của nó sẽ là Ctrl O ha. Còn cái Ctrl N là cái lệnh mới, Ctrl M là một cái slide mới ha, chứ không có gì đâu nha. Vậy thì các bạn nhớ cho tôi làm thế nào để mở một tệp trên Excel đã có trên máy tính, đó là Ctrl O ha. Thì câu 78 này, trong Microsoft Excel, cách nào dùng để đóng một tệp? Trong Excel á, cái cách nào dùng để đóng một tệp ha? Thì các phím tắt, các bạn nhớ cho tôi là các phím tắt thường dùng để đóng, để mở gì đó, thường thường nó sẽ đi với phím Ctrl nha. Các phím tắt dùng để đóng, để mở gì đó sẽ nó đi chung với phím Ctrl, được chưa? Vậy thì đó là cái cách để mở một tệp nào đó trong Excel, đó là Ctrl O, và cái cách để đóng một tệp nào đó là Ctrl F4 ha, được chưa? Tiếp theo là câu 76 nè, thì trong Microsoft Excel, cách nào để tạo mới một tệp? Cách nào để tạo mới một tệp có nghĩa là tạo mới. Các bạn nghe tới chữ mới, tạo mới đúng không? Tạo mới, mới trong tiếng Anh có nghĩa là new. New thì viết cái chữ viết tắt của nó là Ctrl N ha. Tạo mới là new chứ không phải Ctrl M, không phải tiếng Việt đâu nha các bạn. Không phải tiếng Việt M là mới nha, mà tiếng Anh á, tiếng Anh chữ mới là new. Chữ new này các bạn ha, cho nên là sẽ là Ctrl N. Được chưa? Câu 80 nè, thì trong Microsoft Excel, cách nào để lưu tệp hiện thời và với tên mới ha? Thì các cái phím F này rất là khó nhớ. Các phím F thì rất là khó nhớ nha các bạn. Cách nào để lưu tệp hiện thời với tên mới là F12. F12 nha. Trong Microsoft Excel. Trong Excel thì cách nào để lưu tệp hiện thời với tên mới là F12. F12 nha các bạn ha. Cách nào dùng để lưu tệp hiện thời với tên mới là F12. Tiếp theo là trong một bài thuyết trình đạt hiệu quả cao, chúng ta cần quan tâm đến các vấn đề nào đầu tiên? Thì khi cái này là giống môn cái môn kỹ năng thuyết trình á, để một bài thuyết trình đạt cái hiệu quả cao thì chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề, đó là nắm vững nội dung cần thuyết trình. Người chơi các bạn ha. Đối tượng nghe bài thuyết trình, phương pháp thuyết trình, hình thức thuyết trình thì không quan trọng. Khi mà các bạn muốn một cái bài thuyết trình nào đó đạt hiệu quả cao thì chắc chắn cái nội dung của nó phải tốt. Nội dung tốt thì nếu mà nội dung tốt mà mấy cái hình thức không có ấy gì cũng không sao hết nha. Còn nếu mà hình thức làm màu mè quá nhưng mà nội dung không có tốt thì nó cũng không có đạt hiệu quả cao. Vậy thì các bạn nhớ cho tôi một ý nữa nè. Các bạn nhớ cho tôi một ý, đó là để cái bài thuyết trình đạt được hiệu quả cao thì cái người thuyết trình đó cần quan tâm đến cái nội dung của bài thuyết trình đó ha. Tiếp theo là câu 82 nè, thì cái cấu trúc chung của một bài thuyết trình gồm có bao nhiêu phần? Thì cấu trúc chung của một bài thuyết trình sẽ có 3 phần. Phần gì các bạn biết không? Thì cấu trúc giống như một cái phần bài làm, tập làm văn hay gì bình thường thôi. Thì một cái bài trình bày gì đó sẽ có 3 phần. Đó là phần mở đầu, ha, phần mở đầu, phần nội dung
và phần kết luận. Tôi nghĩ cái này sẽ có 3 phần, tôi nghĩ các bạn biết mà. Đó là mở đầu, nội dung và kết luận ha. Tiếp theo là câu 83. Thì trong Babon 2010, cái phần mở rộng của tên file là nhóm ký tự nào? Thế thì các bạn nhớ cho mình đó là trong 2010 á, là cái phần phiên bản mới đúng không? Thì phiên bản mới so với 2007 nó sẽ là một cái thần chú là từ 2007 trở đi, thì cái phần mở rộng của file nó sẽ có thêm cái chữ x ở bên dưới ha. Còn các bạn xem đáp án này là chỉ có câu A, BBTX nó sẽ có đáp án chữ x ở dưới là đúng rồi ha. Còn ba ông nội BCD này là sai hết nha. Được chưa? Vậy thì các bạn nhớ cho mình cái phần mở rộng á, cái phần mở rộng của các file Word, Excel hoặc là PowerPoint từ cái 2007 trở đi đều có cái phần mở rộng có chữ x ở đứng dưới cuối ha. Và nhớ cho mình đó là BBTX ha, PowerPoint và cái gì đó đó mới tới chữ x nha. Nhiều khi có một đáp án nó ghi là BTBX không chừng, cho nên các bạn sẽ cần nhớ được cái thứ tự đó là BBTX không nha. Tiếp theo ra thì trong câu 84 nè, thì trong PowerPoint 2010 để thoát khỏi chương trình các bạn làm tắt như thế nào ha? Có nghĩa là thoát khỏi chương trình bằng cách, thoát khỏi chương trình bằng cách. Câu 84 này có một vấn đề nha các bạn. Các bạn thấy, các bạn thường thường các bạn sẽ chọn vào file và các bạn sẽ chọn exit là nó thoát ra ha. Còn bây giờ là câu B vẫn đúng, nhấn vào nút close. Nút close là cái nút màu đỏ bên phải màn hình nè. Thì câu file exit vẫn đúng nè, câu close vẫn đúng nè. Cái tổ hợp phím Alt F4 vẫn đúng nè. Vậy thì các bạn sẽ sửa lại cho mình cái đáp án của câu này á. Câu 84 nè, đáp án của câu này là tất cả đều đúng nha. Trong PowerPoint 2010, để thoát khỏi chương trình bằng cách á, các bạn sẽ vào File, chọn Exit, nhấn tổ hợp phím Close, nhấn tổ hợp phím Alt F4 hoặc tất cả đều đúng ha. Tiếp theo là câu 85. Để mở chương trình PowerPoint 2010, ta làm như thế nào ha? Đọc 4 đáp án thử coi, nhiều khi mấy đáp án mình sai đó. Đó, bởi vì mình là phải mình ngồi mình check đáp án lại cho các bạn ha. Nhiều khi mấy cái file này cũ quá rồi, giáo viên người ta cũng đâu có mà check đáp án được hết đâu, cho nên nó có thể sai. Câu B, kích chuột trái vào biểu tượng PowerPoint trên màn hình desktop. Kích đúp nha, nhớ là kích đúp nha. Kích đúp là nhấn 2 lần, nó câu này đúng nè. Tiếp theo là câu B, kích chuột phải vào biểu tượng PowerPoint 2010 trên màn hình desktop. Sau đó các bạn chọn Open nè. Ví dụ như tôi bây giờ tôi đang mở một cái phần mềm PowerPoint, tôi đang kéo ra ở giữa nè. Bây giờ tôi sẽ bấm chuột phải trên màn hình desktop và ở trên đây có một cái lệnh gọi là lệnh Open ha. Tôi bấm vô cái thôi thì tôi vẫn khởi động được phần mềm PowerPoint cho các bạn ha. Tiếp theo là câu D, các bạn sẽ vào Start nè. Cái này không biết có on RAM không, thì các bạn có thể thấy được đó là các bạn vào Start nè, sau đó chọn on RAM, chọn Microsoft Office và sau đó chọn Up PowerPoint 2010 ha. Tiếp theo là câu 86. Trong PowerPoint 2010 thì cái thanh công cụ truy cập nhanh có tên là gì? Thanh công cụ truy cập nhanh có tên là gì ha? Các bạn nghe chữ nhanh, đó là quick, quick là nhanh ha. Thì cái thanh công cụ truy cập nhanh có tên là cái quick, đầu tiên có cái quick. Tiếp theo á là cái công cụ là toolbar ha. Thì cái câu này nó gài cho các bạn khó, hơi khó nè. Vậy thì các bạn nhớ cho mình thanh công cụ truy cập nhanh, access là truy cập. Thường thường á cái thanh công cụ là cái toolbar đúng không? Thì ở đây mình sẵn nói về ngữ pháp tiếng Anh luôn, thường thường cái danh từ của chúng ta nó sẽ đứng cuối cái cụm danh từ ha. Cái danh từ chính á, trong tiếng Anh nó sẽ đứng cuối ở cụm danh từ.
thì cái danh từ chính á, nó sẽ đứng cuối ở cụm danh từ ha. Cho nên là còn cái quyết, quyết là cái gì, cái trạng từ quyết hoặc là cái tính từ, cái trạng từ nó sẽ đứng trước. Vậy thì vậy thôi, nếu mà khó nhớ quá thì các bạn nhớ cho mình đó là quyết access toolbar ha, nhớ luôn đi, khỏi cần học thuộc cái mẹo gì hết, các bạn nhớ học lào học như học quẹt luôn á, nó là quick access toolbar ha, quick access toolbar nhớ nha, thanh công cụ truy cập nhanh nó có tên là quick access toolbar. Tiếp theo là câu 87 nè, thì trong PowerPoint 2010 thao tác nào sau đây để tùy chọn phần ẩn hoặc là phần hiện của thanh công cụ, tùy chọn phần ẩn hiện của các thanh công cụ ha. Thì các bạn vào file, chọn option, sau đó chọn custom ribbon. Ribbon là cái thanh công cụ nha, các bạn nhớ cho mình luôn, cái ribbon này là cái thanh công cụ, còn cái custom này là customer á, còn cái customer là cái khách hàng. Vậy thì cái customize là cái theo ý của mình, theo ý của khách hàng là theo ý của mình á, theo ý của mình tùy chỉnh á các bạn ha. Tiếp theo, vậy thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh đó, có một cái câu khó, đó là cái câu quick access toolbar ha. Quick access toolbar là cái câu khó. Tiếp theo là một cái câu nữa, đó là các bạn vào file, sau đó các chọn, bạn chọn option, sau đó chọn custom ribbon, là nó sẽ là cái câu mà để thể hiện phần ẩn hoặc là phần hiện với thanh công cụ. Các bạn vào file, sau đó chọn option, sau đó chọn custom ribbon. Vậy cái thanh công cụ sẽ là thanh ribbon nha, cái thanh ribbon. Hay chưa? Vào file chọn option ha. Nếu mà ẩn hiện của thanh công cụ thì sẽ chọn ribbon. Ok chưa các bạn ha? Tôi thì tôi đi từ từ cho sẵn là tôi ôn thi luôn, hai bữa nữa tôi thi rồi còn nha. Tổng đầy hai bữa nữa là tôi thi rồi ha. Còn cái bạn nào muốn coi mà nó lẹ hơn, các bạn có thể tua nhanh trên YouTube á. Trên YouTube có cái nắp, cái nút mà để tua nhanh á, thì nó sẽ tua cái giọng nói của tôi nhanh hơn cho các bạn dễ đi hơn ha. Ở đây tôi đang làm là chậm chậm để vừa làm vừa học luôn đó nha. Tiếp theo câu 88, để truy cập hệ thống trợ giúp trên PowerPoint sử dụng phím hay tổ hợp phím nào? Hồi nãy ở trên đó, tôi đã nói cho các bạn rồi, là tôi đã nói một lần là tôi sẽ nhớ được câu này, đó là hệ thống trợ giúp. Trợ thường trợ giúp là gì? Trợ giúp là help á. Help thì các bạn sẽ bấm F1 nha. Hồi nãy tôi đã nói ở trên rồi, không biết bạn nào coi nãy giờ có nhớ không ha. Hệ thống trợ giúp trong PowerPoint thì các bạn sẽ bấm F1. Được chưa các bạn ha? Nhớ cho tôi luôn, các bạn muốn trợ giúp gì trong PowerPoint á, hoặc là trong máy Excel gì cũng được, các bạn bấm F1 và nó sẽ hiện ra cái bảng trợ giúp. Các bạn hép những cái thông tin cần cho các bạn ha. Tiếp theo là câu 89 nè, thì trong PowerPoint 2010 cách nào để mở một bản trình bày. Thì trong PowerPoint cái cách để mở thì cái từ khóa đây là mở thôi chứ không có gì nha, thì mở thì các bạn sẽ sử dụng lệnh open, được chưa? Câu này dễ. Tiếp theo là trong câu 90, thao tác file open dùng để làm gì? File open, nên tự nhiên cái câu này giống như câu cho điểm các bạn á, nhìn nó nhiều chứ không có gì đâu ha. Các bạn nhìn cái từ khóa đầu tiên thôi, người ta nói gì, người ta nói open, người ta nói open sẽ là cái lệnh mở nha các bạn ha. Người ta sẽ yêu cầu các bạn mở cái file đó ra. Thao tác file open dùng để làm gì? Nó là mở một bản trình bày có sẵn trong máy tính. Tiếp theo là câu 91 là các thông tin liên quan về cái phần Internet. Thì Internet có nghĩa là gì? Internet là hệ thống. Không, cái phần cái khi mà các bạn đi thi kỳ này là không có các câu hỏi về cái phần Internet nha. Có thể có các phần kiến thức về máy tính,
hệ điều hành, các cách cài, các cách mở win, rồi cái gì ta, cái user account gì đó vân vân, nhưng mà không có cái phần internet nha. Tại vì nếu nhiều quá thì người ta đã cắt bớt cho các bạn rồi. Nhưng mà ở đây tôi muốn ôm sẵn thì tôi ôm luôn. Thì internet là hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy cập công cộng, gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Vậy thì các câu này nó khác nhau ngay chỗ nào? Để tôi tìm ra chỗ khác nhau ha. Hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy cập công cộng, gồm các mạng máy tính. Cái từ khóa của các bạn cần nhớ đó là hệ thống thông tin toàn cầu gì đó vân vân, được truy cập công cộng gì đó vân vân, sẽ gồm các mạng máy tính. Gồm các gì? Gồm các mạng máy tính ha. Gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Ở câu B nó sai cái là các máy tính được liên kết với nhau thì đâu có liên quan gì đến hệ thống mạng internet đâu. Các máy tính có thể được liên kết với nhau bằng cái USB. Khi mà có một cái cọng dây nối, cọng dây cáp nối thì nó có thể nối được hai máy tính với nhau các bạn ha. Hoặc là các máy tính thì các bạn học trong phòng máy tính á, các bạn có thể thấy được các máy và cái máy chủ của thầy cô nó có thể được liên kết với nhau ha. Thì lúc đó đâu cần internet làm chi, trong một cái phòng vẫn có thể sử dụng cái mạng này mà. Tiếp theo gần câu C nó sai chỗ nào? Các mạng máy tính trong một cơ quan. Câu này nó sai chữ cơ quan, còn câu D nó sẽ sai chữ quốc gia. Thì cái internet là gì? Internet là cái hệ thống thông tin toàn cầu luôn nha. Toàn cầu, nó không có giới hạn trong một cơ quan hay là nó có bị giới hạn trong một quốc gia nào hết ha. Tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể được truy cập vào cái internet này. Tiếp theo là câu 92 thì phát biểu nào sau đây là sai ha? Phát biểu sai. Câu A, internet là dịch vụ do công ty internet tại Mỹ điều hành và thu phí. Sai biết. Thì internet công ty nào cũng có, sao mắc mớ gì Mỹ ha. Câu B, www là từ viết tắt của World Wide Web ha. World là thế giới, wide là rộng lớn ha, một cái trang web thế giới rộng lớn. Câu C, chúng ta có thể đăng ký sử dụng thư miễn phí tại địa chỉ mail yahoo.com ha. Thì bây giờ người ta thường sử dụng Google Mail thôi ha. Còn cái Yahoo thì nó dẹp cách đây cả chục năm rồi ha các bạn ha. Rồi đó, cái Yahoo là một cái dịch vụ gửi thư, gửi mail trực tuyến, thư điện tử á. Nhưng mà bây giờ người ta không có xài nữa cho nên nó dẹp luôn rồi. Thường thường bây giờ các bạn sẽ sử dụng đó là Google Mail là nhiều nhất ha. Các bạn gửi mail thường thường các bạn sẽ sử dụng Google Mail hoặc là cái Microsoft Mail. Nhưng mà thường dùng nhất vẫn là Google Mail. Tiếp theo là câu D. Thư điện tử là nền tảng cho việc xây dựng văn phòng không giấy tờ. Đúng nha. Văn phòng không giấy tờ là ví dụ hồi đó các bạn muốn gửi cho đối tác một cái văn bản gì đó, các bạn phải in ra tờ giấy. Thì sau đó các bạn phải bỏ vô cái phong bì, nó rất là mất thời gian ha. Bây giờ các bạn chỉ cần soạn một cái Gmail và in ra được thôi. Tiết kiệm tài nguyên giấy rất là nhiều ha, đỡ tốn tiền in rồi. Bây giờ mình cũng vậy, mình đi học thì mình sẽ thích thích dụng cái file sách điện tử hơn là cái cuốn sách thiệt. Bởi vì sao? Khi mà các bạn muốn cái trang nào á, hoặc là các bạn muốn tìm cái từ nào trong cuốn sách đó thì tìm rất là dễ ha, cứ Ctrl F là xong. Tiếp theo là câu 93 nè, thì cái thứ tự kết nối internet theo đường quay số theo bạn là gì? Cái này khó quá ha, cái này thì cái mình không có được học. Cho nên đáp án nào nó để đó thì mình nói cho các bạn luôn. Thứ tự kết nối internet theo đường quay số đó là máy tính, modem, điện thoại và ISP. Được chưa? Máy tính, modem, điện thoại và ISP. Vậy thì các bạn có thể biết ISP là từ viết tắt của cái gì? ISP là Internet Service Provider. Service là phục vụ, không, service là cung cấp. Provider thì không biết là gì hết. Thôi vậy thì các bạn nhớ cho mình là I là Internet ha. Service là service. Service là cái nguồn cung cấp. Và provider, được chưa?
cái chữ provider này ba đáp án đều giống cho nên các bạn không cần nhớ. Vậy thì các bạn cần nhớ cho mình đó là chữ survive. Survive chứ không phải server nha. Thường thường các bạn chơi game hay chơi gì đó thì thường thường các bạn sẽ nói đến server. Server là cái server máy chủ, server Việt Nam, server Hồng Kông gì đó vân vân. Nó sẽ khác với cái chữ survive. Survive là cung cấp, còn server là cái máy chủ. Nó khác nhau hoàn toàn nha. Tiếp theo là câu 95 nè các bạn ha. Thì câu 95, World Wide Web ý lộn, www là từ viết tắt của cái gì? Www thì nãy mình đã nói trên, nó là từ viết tắt của World Wide Web. World Wide Web ha, web phải chứng có website. World Wide Web thì thường thường người ta nói là World Wide Web. Thì các bạn thấy chữ website là các bạn bỏ liền. Cái chữ World, World là thế giới, chứ không phải là Microsoft Word nha. Word ở đây là thế giới ha. Word, W-W-R-R-L-D là cái word thế giới. Còn cái không phải là cái wild này, cái wild là cái hoang dã, không phải. Cái wild, cái khoai này nó là cái rộng lớn ha, chứ mà cái wild. Vậy thì các bạn nên lấy cái tờ giấy ra. Thôi vậy thì các bạn nhớ cái chữ World, World ở đây là World Cup á. World Cup là cúp thế giới, chữ World, World là W-O-R là giờ ha, chứ không phải là chữ World của Microsoft Word. Thì hai chữ này cái cách phát âm của nó tương, nó có thể khá khá giống nhau. Nếu mà bạn nào phát âm không tốt như mình á, thì nó sẽ bị lộn. Bạn nào phát âm tốt thì cái chữ Word và cái chữ Word này các bạn sẽ là các bạn sẽ biết. Tiếp theo là câu 96 ha. Thì mỗi thiết bị khi tham gia vào một mạng máy tính nào đó thì cũng đều có địa chỉ IP. Các bạn nhớ cho mình ha. Thì một cái thiết bị khi tham gia vào một mạng máy tính nào đó thì nó sẽ có địa chỉ IP. Khi mà các bạn muốn đăng nhập vào một cái mạng wifi nào đó thì thường thường các bạn bấm vô cái thiết bị đó, nó thường ghi là đang lấy địa chỉ IP, đúng không? Thì đó là cái cách mà nó đăng nhập vô đó. Nhưng mà cái phần mạng này không có thi trong cái môn tin học cơ bản này, cho nên là mình sẽ nói sơ qua thôi. Tiếp theo, cái HTTP là cái gì? HTTP là cái trên trang web á, là giao thức truyền tải siêu văn bản. Siêu văn bản ha. Thì siêu văn bản là gì các bạn biết không? Hiện giờ tôi nhớ là hồi đó tôi bị chép phạt cái chữ siêu văn bản. Hồi đó tôi không biết siêu văn bản là cái gì. Cái bà cô tin học hồi lớp mấy ta, lớp 10, lớp 11 á, bà sẽ kêu tôi chép phạt. Chép phạt cái chữ siêu văn bản là một hình thức văn bản có thể đính kèm nhiều cái đa phương tiện vào nhau, giống như là gì, hình ảnh nè, âm thanh, video gì đó, thì người ta sẽ gọi là siêu văn bản. Thì cái giao thức mà để truyền tải siêu văn bản đó, cái tên nó là HTTP. Vậy thì các bạn nhớ cho tôi luôn nha, HTTP là cái giao thức để truyền tải siêu văn bản. Được chưa? Tiếp theo là câu 98 nè. Địa chỉ nào sau đây không là địa chỉ của trang web? Địa chỉ nào sau đây không phải là địa chỉ của trang web ha? Thì địa chỉ của trang web nó sẽ có .com, .net, .com vân vân. Còn cái câu A, cái câu A này là cái địa chỉ, cái mail Yahoo của ông Ninh Bình này nha, chứ không phải là cái địa chỉ trang web. Được chưa? Cái trang web á, thì nó phải là một cái trang riêng à, cái trang chung chứ không phải là cái trang gửi mail như của ông Ninh Bình này đâu. Tiếp theo là câu 99, đâu là định nghĩa đúng nhất về trang web? Trang web là trang siêu văn bản phối hợp giữa các văn bản thông thường với hình ảnh, âm thanh, video và cả các mối liên kết đến các siêu văn bản khác. Cái này là cái định nghĩa đúng nhất về trang web à. Vậy thì người ta thường nói trong một cái câu trắc nghiệm, câu nào dài nhất câu đó đúng. Người ta thường nói câu nào dài nhất câu đó đúng, thì cái câu này là câu dài nhất cho nên nó đúng nha. Tiếp theo là câu 100, thì cũng là câu kết thúc video ngày hôm nay. Đó là cái chữ clean. Clean là gì? Clean trên trang web có ý nghĩa là gì? Clean trên trang web có ý nghĩa là liên kết đến một trang web khác ha các bạn ha. Cái link trên cái trang web
có nghĩa là nó sẽ liên kết đến một trang web khác. Đến đây thì tôi cũng xin dừng video, tạm dừng video về cái phần ôn tập trắc nghiệm tổng hợp ha. Về cái đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thì các bạn sẽ thi vào chung ngày với tôi vào ngày khoảng ngày 20 tháng 8 thì các bạn sẽ thi ha. Thì các bạn thi thì ngày 12 20 tháng 8 thì có thi chung tôi luôn. Thì chúc cho các bạn xem được video này là thi tốt ha, và tất cả chúng ta đều có thể thi đậu được cái môn này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau.